Pha dừng xe bất ngờ đáng trách của Ninja Dip gây sự cố liên hoàn. Vào khoảng 15:30 ngày 20 tháng 4, người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít nhìn như Ninja Dip thực thụ, điều khiển xe máy trên cao tốc thì đột ngột dừng xe ngay giữa đường. Đúng lúc này, xe tải lưu thông phía sau lao tới. May mắn tài xế Phan Trí Lốp đã tránh không xảy ra va chạm. Suýt bị tông trúng, người phụ nữ hoảng hồn, loạng choạng tay lái. Thế nhưng, người này vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn về phía sau. Lập tức 2 giây tiếp theo, một cú tông mạnh từ đằng sau xe tải khiến cho chiếc xe lao về phía trước. Thấy vậy, người phụ nữ mới vội di chuyển xe máy vào lề đường. Cụ thể, dù xe tải đã phanh gấp cứu nguy người phụ nữ khỏi vụ tai nạn va chạm, nhưng do tình huống giao thông bất ngờ, tài xế xe con lưu thông ở vị trí thứ 3 đã không kịp xử lý, tông trúng vào đuôi xe tải gây ra sự cố va chạm liên hoàn giữa xe máy và 2 ô tô. Hậu quả, xe con bung túi khí, phần đầu nát bét hư hỏng nặng. Trong đoạn clip do camera hành trình của xe tải ghi lại, toàn bộ sai lầm tai hại của người phụ nữ đã được bóc mẽ. Khi đang lưu thông và chuẩn bị chuyển hướng, nữ tài xế không hề quan sát phía sau hay có tín hiệu đèn cảnh báo mà đột ngột dừng lại. Sự cầu thả này đã nhận chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng. Còn bạn thấy thế nào về pha dừng xe đột ngột giữa đường của người phụ nữ Ninja Lead này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.